lại. Cái gì? Ai dán gì hả? Gì? Truy nã hay gì trời? Đâu đâu đâu, để tao, để tao, để tao. Này, này nhìn mặt quen quen ta. Đằng kia có nè các bạn. Lần lại xé này kia coi. Nhiều lắm. Nhiều lắm, nhiều lắm. Xé không ạ? Ờ, xé chị. Cái này người dân người ta dán, người ta cảnh báo xé. Để chút dán lại, để chút mình cầm, để chút dán lại. Nói chung là cái thằng người ta thấy quen lắm luôn á. Quen mà. Mà sao tại sao nay người ta dán hình thấy ghê ta. Ê mày điện tài vô coi. Đối tượng nguy hiểm. Tài cho mày coi nè Tài. Cái thằng nào thấy quen không? Này đúng không? Ủa đâu nhiều hả? Tôi với Miếu nãy giờ đi lên trên kia cũng thấy mấy tờ như vậy nè. Ở dưới đây 3 tờ luôn nè. Ở dưới đây là nãy giờ chạy không để ý. Nếu mà để ý là còn nhiều nữa. Thì ở đây người ta dán 3 tờ cái thằng này nè. Thấy rất là quen luôn. Mày quen quá ta. Gặp đâu nè. Không có nhớ được. Nói chung là không có nhớ được. Hôm nay thằng này nó dán hình nhiều ở đây dữ vậy ta. Cái này người dân người ta dán. Nếu mà đối tượng nguy hiểm thì nó có làm gì người ta mới dán vậy nè. Mình đã gặp bạn này ở đâu là không nhớ được. Không có nhớ được ta. Anh ơi cho em hỏi đưa đầu tới Nam Long anh. Nam Long hả? Dạ. Nam Long bây giờ bạn chạy quẹo trái. Xong rồi bạn ra đường chính rồi quẹo phải. Quẹo trái rồi quẹo phải anh. Quẹo trái ra đường chính luôn, xong quẹo phải rồi chạy xíu nữa là thấy cái khu Nam Long nó nằm bên phải á. Dạ dạ, em cảm ơn anh. Rồi rồi rồi. Giống y hệt vậy. Sao? Thằng này nè. Nhìn nhìn con mắt nó giống y hệt luôn. Quen cái lỗ mũi rồi. À, tao thấy cũng quen quen á. Không có nhớ được ta. Anh ơi, cho em hỏi đưa đầu tới Nam Long anh. Nam Long hả? Dạ. Nam Long bây giờ bạn chạy quẹo trái, xong rồi bạn ra đường chính rồi quẹo phải. Ê Tài, Tài mày chạy, mày chạy, mày chạy theo nó thử coi. Chạy, chạy, chạy theo nó thử coi. Ủa chịu quá xe đâu rồi. Chậm thôi để nó phát hiện. Chậm thôi. Chạy chậm thôi. Xe lại, nó ngồi xe lại.
núp vô nha, núp 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 núp. Hình như nó, hình như là nó gỡ bô ra. Nó làm gì ta? Nó gắn bô. Cái bô để là hay là xe nó hư bình thường mà. Có đâu? Cái bô à, cái lon bô à. Là bô gì? Biết nữa. Đâu? Hình như bô bô độ, bô tăng vậy á. Hình như bô không nỉ, bô không nỉ. Theo dõi nó. Coi nó đi đâu hả? Bé, bây giờ mình lên mày áp nó, mày hỏi nó. Hỏi nó đi đâu vậy? Rồi mình chặn nó lại, mình hỏi thăm nó luôn. Em đi đâu đây? Dạ em đi qua nhà bạn gái anh. Qua nhà bạn gái? Dạ. Rồi sao gắn bô này? Sao cái bô này đang yên ổn không gắn, gắn bô này chạy sùm vậy? Dạ bạn gái em nó thích, mỗi lần qua nhà bạn gái nó thích em sẽ đi xe đậu nổ bô to em gắn vô anh. Trời ơi, đi cái bô này mà sao tao ngủ được. Rồi bẩn đâu không gắn vô, xe bẩn đâu không gắn vô? Dạ bạn gái em thích như vậy em không có gắn bẩn anh, để cho nó có phong cách anh. Mở nó ra tài. Mở khẩu trang ra coi mặt mũi. Em lấy tờ giấy nãy coi. Lấy tờ giấy coi nó
đó là dễ coi, phải nói chân thành luôn. Dính gì ạ? Miệng dính gì ạ? Dạ, bà gái thích Johnny Chí Nguyễn anh. Em vẽ giống ai giống Johnny Chí Nguyễn anh. À, Johnny Chí Nguyễn hả? Dạ, giống Manly, em vẽ râu vô nó có men tí anh. Rồi vẽ bằng gì vậy? Sơn hả? Dạ, bút lông anh, lấy bút lông vẽ anh. Rồi cái đầu sao chọc lóc vậy? Dạ, bữa chạy gớt đi, ghép đi mấy khó rồi. Có dạ. Tiền án tiền sự gì chưa em? Dạ chưa. Sao cái đầu em chọc lóc vậy? Dạ, hả? Bữa chị rớt dép á, dép ghẹ mua gì nó cạo đầu em luôn. Lý do tụi anh díu em là sao biết không? Nè, phải em không? Ủa, em làm gì đâu mà dán em ghê vậy anh? Em có hay đi qua cái khu đó nẹt bô mà sao ta dán đối tượng nguy hiểm nè, em làm gì? Cái em này đó. Bây giờ lên phường. Em đâu có làm gì đâu mà dán em ghê vậy. Bây giờ cởi áo ra coi nó có. Dạ rồi, coi. Ừ. Áo tình sự gì trên đây không? Mời anh trai. Gặp được anh á. Xăm hình luôn hả? Đưa cái hình xăm coi. Cái này là xăm hay gì? Dạ. Em xăm hình này bao lâu rồi? Dạ, em không có xăm anh, tại bà gái em thích nên em... Cái này là bạn gái em thích luôn. Dạ. Rồi em lấy bút em vẽ lên. Dạ. Chứ không phải tên thiệt. Dạ. Trời đất ơi. Rồi cái ba lô bỏ gì chẳng mà. Dạ em bỏ cái bô zin của nó thôi anh. Bô zin rồi hả, để coi coi. Tao đừng đụng vô. Áo khoác nè, cầm. Coi hoài trước nè. Có bao tay y tế không? Không có hả? Ừ. Cái gì này, cái gì nữa đây? K1 luôn ha. Bộ K1, cái độ không? Mày ha. Quá rồi ha. Bộ kia chưa đủ lớn thì còn bộ này nữa. Chính đồ có, bao chính chiếc ta. Cái này cái gì nữa? Cái này để làm gì em trai? Hả? Dạ, qua nhà bạn gái. Qua nhà bạn gái làm gì? Dạ, đi nắng mưa. Mang vô anh. À. Đi nếu có mưa thì mang vô không ướt. Này giật hay gì? Cái này mới ăn ở đâu? Dạ không, cái này. Cái này mới ăn ở đâu? Không, cái này của em á anh. Cái này là gì? Sao mà em đeo? Không anh, nãy nó bị rớt rồi, nó mình bị leo chót quá anh tháo bỏ vô ba lô. Mới ăn chỗ nào không? Dạ không có ạ. Cầm ơi. Chúc sang hoạt cứ. Bạn gái em anh thấy là kiểu như là coi trọng cái vẻ bề ngoài của em quá. Bây giờ xe xua nè, kêu em gắn vô nổ mới cho qua gặp. Ví dụ bây giờ một ngày nào đó em đi với xe Vin qua, em mặc đồ theo cái cách của em qua thì bạn gái em như thế nào? Chắc em nghĩ không đi chơi với em đâu. Gắn bô này thấy đẹp trai liền không, quay coi ơi. Đó, chùi râu chưa, rồi phải không? Dạ. Rồi thôi về đi. Ủa không qua nhà bạn gái luôn hả? Dạ không anh, về luôn anh. Sao không qua nó? Lỡ gắn bô này vô rồi qua chi nữa. Anh về em bỏ luôn anh. Thank you.
ngày đó em đi với xe Jin qua, em mặc đồ theo cái cách của em qua thì bạn gái em như thế nào?